Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái app VNet ở trên các cái điện thoại Android để xem HDMI IoT của Wecon hoặc là IIoT VBox Wecon. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào trình duyệt và tải cái phần mềm VNet có định dạng là đuôi.apk và mình sẽ cài trực tiếp ở trên điện thoại này. Đối với những cái điện thoại Android thì cái phần mềm VNet hiện tại nó không được tích hợp ở trên Zplay. Chúng ta sẽ cần tải về bên ngoài và sau đó chúng ta cài đặt. Mình sẽ tiến hành mở trình duyệt lên. Các bạn sẽ tiến hành vào Google và tìm giúp mình trang web doc.wecon. Đây, các bạn sẽ tìm này doc.wecon.com.cn này. Các bạn sẽ tiến hành vào trang web này giúp mình. Rồi, tại đây các bạn sẽ tìm đến mục VBox. Đây, chúng ta sẽ chọn VNet. Ở đây chúng ta sẽ tìm xuống cái phần download ở đây này. Các bạn chọn vào software giúp mình. Sau đó chúng ta sẽ tìm xuống dưới và tìm cái file APK có tên là VNet app này. Đây, phiên bản hiện tại. Phiên bản VNet hiện tại là VNet 2.2.7. Các bạn sẽ tiến hành ấn vào link này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành download xuống. Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn xác nhận là sẽ vẫn tải xuống này. Đó, nội dung lượng nó sẽ khoảng tầm 30MB. Và sau khi tải xuống xong thì chúng ta sẽ ấn mở và tiến hành cài đặt. Với một số điện thoại, khi các bạn chưa cho phép cái quyền truy cập hoặc là cho phép cài đặt từ ứng dụng bên ngoài thì chúng ta sẽ cần phải bật cái cài đặt đó lên. Ở đây mình sẽ ấn tiếp tục là cài đặt này. Chờ một lát để cho nó cài đặt thành công. Đó, sau khi chúng ta cài đặt xong rồi chúng ta ấn xong này. Lúc đó thì nó sẽ tạo ra một cái biểu tượng VNet ở phía ngoài màn hình chính. Đây, đây chính là cái app của chúng ta, có tên là VNet này. Nếu mà các bạn chưa có cho phép cái quyền cài đặt ứng dụng bên ngoài á, thì khi các bạn ấn cài đặt nó sẽ hỏi. Thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành cấp quyền để cho phép điện thoại cài đặt nguồn ứng dụng từ bên ngoài. Rồi, sau đó chúng ta sẽ mở ứng dụng lên. Và cấp quyền cho ứng dụng. Rồi, và chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Lưu ý ở đây các bạn, khi các bạn đăng nhập á, thì các bạn sẽ chọn là ASEAN server nha. Ở đây mình sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản của mình. Rồi, mình sẽ tiến hành đăng nhập. Thì đây chính là cái giao diện của cái phần mềm VNet. Đây chính là các cái project mình đang có sẵn ở trong cái tài khoản này, để các bạn xem được cái HDMI hoặc là cái VBox của chúng ta như thế nào á. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ các bạn muốn xem cái phần VBox của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào web Escada ở đây. Đây thì nó sẽ hiện lên các cái dự án mà chúng ta đã tạo. Ở đây thì mình có rất nhiều cái. Ví dụ mình mở một cái bất kỳ đi. Các bạn muốn xem cái nào thì ấn vào cái hình con mắt ở bên tay phải này. Đó, đây chính là một cái project của mình. Đó, hoặc những cái project khác. Đó, ví dụ một cái project về giám sát điện năng này. Để mà nó xoay ra ấy, thì các bạn sẽ bật xoay màn hình lên. Đây. Đó, thì lúc này nó sẽ full screen lên cho chúng ta dễ quan sát hơn. Còn để xem HDMI thì cũng sẽ tương tự. Khi các bạn vào phần device ở đây này thì các bạn sẽ thấy cái HDMI của chúng ta ở trong này. Khi mà các bạn thêm vào thì chúng ta chỉ cần chọn vào cái HDMI đó. Ví dụ ở đây thì hiện tại ở đây mình đang không có cái HDMI nào. Đây, nó sẽ hiện như này. Ví dụ như đây là một con HDMI PI3070IG này. Khi các bạn tích vào đây thì lúc đó chúng ta có thể gỡ cái thiết bị này ra hoặc là chúng ta xem. Đó. Ở đây hiện tại là mình không có kết nối internet cái con HDMI này nên là mình sẽ không xem được. Như vậy thì ngày hôm nay Hantech đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và xem cái app VNet ở trên điện thoại Android. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho Hantech một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Hantech nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.